hôm sau Lâm bịp đến nhà máy, đang chuẩn bị họp thì thượng gia Tú đã tới báo. Lâm tổng có người tên Tạ Văn Tấn muốn mời sếp ăn trưa, còn có một người tên Tiêu Văn cũng muốn hẹn sếp đi ăn trưa nay, sếp có chuẩn bị gì không? Lâm bịp suy nghĩ một lúc, Tạ Văn Tấn muốn mời mình ăn cơm, đây quả là chuyện hiếm thấy. Vậy đi xem thử tay này muốn làm gì. Vào buổi trưa, Lâm Bịp trước tiên tới đón Tiêu Văn, sau đó cả hai cùng đi tới nhà hàng. Khi đang trên đường, Lâm Bịp mới hỏi, sao hôm nay rảnh rỗi mà đi ăn với em vậy? Nay chị thèm ăn nên muốn rủ em đi ăn không được hay sao? Như này không giống chị chút nào, chị nói đi muốn em giúp gì phải không? Chị có ông anh họ ở quê, gần đây lên thành phố, muốn nhờ chị tìm giúp công việc. Em cũng biết đó, hiện nay rất khó để tìm một công việc đàng hoàng. Nhà máy của em còn tuyển người không? Chuyện nhỏ mà, dù không tuyển cũng không thiếu việc làm, chị chỉ cần nói với em một tiếng là được mà, không cần chức vụ gì cao đâu. Anh ấy đến từ quê nên có một công việc là tốt rồi, không cần phải chức vụ gì cao cấp đâu, cho anh ấy làm công nhân là được, làm không được thì em cứ đánh, cần chửi thì cứ chửi, không cần nể mặt chị ba đâu. Được vậy, lát nữa chị kêu anh ta qua chỗ em. Nhà máy của em có ký túc xá tập thể không? Mấy ngày nay anh ấy vẫn ở chỗ ba mẹ chị nên có chút bất tiện. Em cũng đã cho đội xây dựng xây ký túc xá rồi nhưng vẫn chưa xây xong nên chưa thể ở được. Chị bảo anh ấy tìm tạm một nhà trọ đi, chi phí nhà máy sẽ trả, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Vậy thì chốt nha, lát nữa chị sẽ bảo anh ấy qua chỗ em. Tới nhà hàng, Lâm Bịp mới phát hiện Tạ Văn Tấn hôm nay chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn. Ông chủ Tạ, hôm nay sao lại tốn kém thế? Chuyện là vậy, hôm nay mời Lâm tổng ăn cơm là muốn hóa giải hiểu lầm giữa hai chúng ta. Thật ra tôi chưa bao giờ muốn cạnh tranh với Lâm tổng, chẳng qua là tôi bị Châu Tinh Tinh lợi dụng. Dù sao chúng ta cũng có thể gọi là người cùng ngành nên hỗ trợ lẫn nhau. Trước đây là do tôi hồ đồ, nghe theo sự xúi giục của Châu Tinh Tinh. Vì thế nên tôi muốn dùng ly bia này để bày tỏ tình cảm. Chúng ta hãy ngừng cạnh tranh, cứ làm vậy chỉ khiến chúng ta tổn thất thêm. Lâm tổng thấy có đúng không? Thì ra là muốn làm hòa với mình. Lâm Bịp cảm thấy Tạ Văn Tấn đã quá đa nghi rồi. Ông đợi một chút, giữa chúng ta sự cạnh tranh ư? Sao tôi lại không biết nhỉ? Nếu có cạnh tranh, cả hai bên đều phải chịu tổn thất, nhưng tôi lại không bị tổn thất gì cả. Ngược lại, còn kiếm được rất nhiều tiền. Ông và Châu Tinh Tinh hợp tác cũng không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ làm việc mà tôi nên làm, không muốn xung đột với ai cả. Lâm tổng nói đúng lắm, giữa chúng ta không có xung đột gì cả. Nhưng Lâm tổng đã cướp khách hàng của tôi, lại còn cướp bên cung ứng bông của tôi. Cái này có chút không hợp lý. Mà hôm nay mời Lâm tổng ăn cơm, cũng không phải chỉ vì nói mấy chuyện này. Tôi chỉ muốn xin Lâm tổng nhẹ tay, để cho tôi còn kiếm chút cơm ăn, để cho công nhân của nhà máy dệt chút đường sống. Dù sao nhà máy dệt của tôi cũng là một nhà máy lớn, có hơn 5.000 công nhân. Nếu nhà máy không thể tiếp tục, những người này đều phải mất việc, tới lúc đó cũng sẽ có chút ảnh hưởng tới Lâm tổng. Vì vậy tôi không yêu cầu bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn nhờ Lâm tổng để cho tôi và công nhân một con đường sống. Ông chủ Tạ, tôi chỉ là một thương nhân truy cầu lợi nhuận nên một số khía cạnh không thể để cảm xúc xen vào được, cho nên tôi chỉ có thể cảm thông cho ông và công nhân của ông thôi. Tay họ Lâm kia, hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện với anh là vì tôn trọng anh, chứ anh nghĩ tôi sợ anh hay sao? Hôm nay tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có trả lại khách hàng cho tôi hay không? Ông nên hiểu rõ tôi ngồi đây là đã giữ thể diện cho ông rồi. Ông không phải muốn một câu nói ư? Vậy để tôi nói cho ông biết, tôi đúng là muốn nhà máy dệt của ông phá sản. Hết chuyện. Được vậy, xem ai mới là kẻ phải phá sản. Các người nhanh lượn đi, bữa cơm này là do tôi gọi, không phải chỗ cho mấy kẻ ăn xin ngồi. Tiêu Văn tức giận lên tiếng, ông gọi ai là kẻ ăn xin hả? Có tin tôi đấm vỡ mặt ông không? Chị ba chúng ta không cần nói nhiều với loại người này. Bữa ăn hôm nay rất nhanh thôi sẽ là bữa ăn ngon cuối cùng của ông ta. Chúng ta đi chỗ khác ăn cơm đi. Sau khi ăn xong, Lâm Bịp đi tới nhà máy cơ khí. Lúc này Hazik cũng đã đi mua sách về và đang bơi trong đại dương tri thức. Sau khi nhìn thấy Lâm Bịp đến, anh ta mới nói, hôm qua anh nói rất đúng, trước khi tôi hiểu đầy đủ về chuỗi cung ứng hoặc phát triển thứ gì đó có thể đáp ứng xu hướng thị trường, tôi cứ nghĩ máy nông nghiệp lớn là xu hướng phát triển trong tương lai. Vì vậy tôi vẫn phải phát triển máy móc nông nghiệp, cứ làm những gì mà anh muốn. Nhưng nhà máy cơ khí của tôi tiếp theo phải sản xuất các loại máy móc công nghiệp. Anh có bản thiết kế chưa? Anh muốn sản xuất máy móc gì? Lâm Bịp nghĩ tới chiếc máy đầu tiên nên nghiên cứu, còn phải dựa vào đà phát triển của thành phố, chẳng hạn như thiết bị lát đường và thiết bị cảnh quan. Rồi anh lấy cuốn sổ ra, thực hiện một vài bản phác thảo cơ khí cho Hazik. Đây là bản phác thảo của chiếc máy mà tôi muốn chế tạo, và tôi sẽ đầu tư 2 tỷ vào quỹ nghiên cứu và phát triển. Cần phải chế tạo càng nhanh càng tốt. Hazik đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức vẽ. Đây là cấu máy mà anh tưởng tượng ra ư? Nguyên lý hoạt động của nó là gì? Cái này anh tự nghiên cứu thử xem. Với thông minh của anh, để tôi xem trong 2 ngày anh có thể hiểu được không? Tôi đã mua rất nhiều sách, thư viện cũng có tài liệu mà tôi muốn, nên ngày mai tôi sẽ đưa cho anh bản vẽ thiết kế đầy đủ hơn. Ok, vậy tôi đợi xem bản thiết kế của anh có đáp ứng được yêu cầu của tôi hay không. Sau khi nói chuyện xong, Lâm Bịp trở lại xưởng may. Vừa bước vào văn phòng đã thấy một người đàn ông ngồi trên ghế của anh ta. Anh là ai sao lại tự ý đi vào văn phòng của người khác? Lâm Bịp cảm thấy kỳ lạ, sao văn phòng của anh ta lại biến thành của người khác rồi? Đây là văn phòng của tôi, anh là ai? Vừa nói xong, thượng gia Tù đã bước vào. Nhìn thấy người đàn ông, cô lập tức nói, tại sao anh lại tự ý vào văn phòng của người khác vậy? Không phải tôi đã bảo anh đợi ở phòng tiếp khách sao? Phòng khách chán lắm, ở đây rất yên tĩnh, còn có báo để đọc. Sau này tôi muốn làm việc ở đây. Tôi tên là Tiêu Hướng Lý, anh họ của Tiêu Văn, thư ký. Anh chàng này là ai? Đây là ông chủ của chúng tôi, Lâm tổng. Cậu là Lâm Bịp ư? Em họ tôi đã nói với cậu rồi đúng không? Cậu nhanh sắp xếp công việc cho tôi đi, nhưng nói trước tôi không làm nổi việc nặng. Dù tôi là người nhà quê, nhưng tôi cũng đã đi học vài năm, cũng là người biết chữ. Ở quê tôi còn chưa từng đi quốc đất. Vì vậy, cậu cho tôi một công việc mà ngày nào cũng ngồi văn phòng đọc báo là được. Công việc mà anh nói ở chỗ tôi không có. Đây là công ty tư nhân nên không cần người lười biếng. Hiện tại nhà máy đang thiếu công nhân kéo trụ, anh làm tạm việc này đi. Gì cơ làm công nhân?
Vậy tôi không làm đâu, cậu với em họ tôi đã kết nghĩa rồi mà. Tôi là anh họ của nó thì cũng như là anh họ của cậu. Tôi tới đây để kiếm chút cơm ăn, mà cậu nỡ để tôi làm công nhân ư? Chắc tôi phải chuyện lại với em họ tôi thôi. Tôi đến thành phố không phải để làm công nhân, mà muốn làm ăn lớn. Ở chỗ tôi chỉ thiếu công nhân thôi, nếu anh không muốn làm thì tôi cũng hết cách. Em họ còn nói anh sẽ tìm chỗ ở cho tôi phải không? Vậy tìm cho tôi một căn chung cư, tôi cũng thích nghe nhạc nữa nên anh hãy mua cho tôi một máy nghe nhạc. Tôi chỉ có một phòng trọ 20m² gần nhà máy, nếu anh muốn thì ở, còn không anh tự đi tìm nhà mà ở đi. Hơn nữa nhà máy cũng sẽ không trả giúp anh. Tiêu Hướng lúc này mới phát hiện, hóa ra em họ mình trong mắt Lâm Bịp cũng không được quá coi trọng, vốn dĩ còn muốn dựa vào mối quan hệ của Tiêu Văn với Lâm Bịp để xin làm chân giám đốc. Ai ngờ cuối cùng chỉ được làm công nhân, nếu chấp nhận thì sẽ rất mất mặt, còn nếu không chấp nhận thì dựa vào một tay nhà quê như anh ta sẽ rất khó tìm được việc làm ở thành phố. Được tôi làm, vậy lương của tôi thế nào? Ít nhất phải trên 500.000 tôi mới làm, chỉ có 200.000 thôi. Anh không làm thì thôi, tôi còn nhiều việc lắm không rảnh ở đây nói chuyện với anh nữa đâu. Gia Tú đưa anh ta tới phòng nhân sự đi. Lâm Bịp không thèm để mắt tới anh chàng này, mặc dù anh rất coi trọng Tiêu Văn, nhưng nếu quá đáng thì anh cũng sẽ không nể mặt. Thượng Gia Tú đưa anh ta đến văn phòng của Cao Sang Trấn, sau đó rời đi. Tôi là họ hàng của Lâm Bịp đến đây để làm việc, anh sắp xếp cho tôi vị trí tốt một chút, công việc nhẹ một chút. Cao Sang Trấn chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, rồi nghĩ thầm tay này chắc điên mất rồi. Chắc anh ta chỉ là họ hàng xa, nếu không thì làm sao ông chủ có thể bỏ mặc anh ta được. Kiểu họ hàng này đến cả ông chủ cũng ghét, chắn chắn là hết cách nên mới nhận. Vậy cứ sắp xếp cho hắn một công việc nặng nhọc đi, đợi anh ta chịu không nổi nữa sẽ tự động nghỉ việc. Cao Sang Trấn dắt anh ta đến xưởng nhuộm, sau đó chỉ vào đống xô bốc mùi hăng hắc và nói, đây là công việc của bạn, đem nước trong xô đổ vào bể nhuộm, sau đó đem xô lau khô ráo. Thượng Hướng nhìn vào đống xô chất như núi thì cũng méo cả mặt mũi, tuy nhiên anh vẫn phải chấp nhận.